Xin chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một cái sản phẩm văn số bên em có nhập được với giá rất hợp lý. Đó, giá rất hợp lý các bác nhé. Nhìn thấy cái băng giấy nó có chữ B này thì thôi chết rồi. Cái hàng này thì nguồn gốc xuất xứ của nó là bên nước ngoài, tức là bên Trung Quốc. Có một công xưởng rất lớn cung cấp và bán các sản phẩm này ra. Và các sản phẩm này thì thường thường ấy là sẽ đi vào tay của những ông trùm lớn hàng đầu tại Việt Nam, hoặc là nếu không thì sẽ là qua những đại lý có quy mô cũng khá là khủng. Đây là cái thiết bị kết nối, nó là dây USB ra 232 này, dây nguồn này. Tiếp theo nữa là cái sản phẩm vang số mà bây giờ em sẽ bóc ra cho các bác xem. Sản phẩm này được dựa trên mã thiết kế của dòng Vina series là X6 có màn hình Panasonic. Nên là đây, nó thiết kế nó rất là đẹp. Bây giờ em sẽ bóc ra mời các bác cùng xem là thiết kế của dòng X6 này nó như thế nào các bác nhé. PST X6. Đây là cái form thiết kế của chiếc vang số này các bác nhé, lên mặt trước. Về đây là cái mặt sau. Cái này thì em chưa ưng ý một cái điểm, đó là cái cổng 232 nhưng lại tặng theo là cái dây này. Có nghĩa nó tặng cái dây mà hai đầu USB, có phải ngon không? Đây tặng một cái đầu, một đầu USB, một đầu là 232 này, nó rất là khó. Và đây là cái nội thất. Cái nội thất này thì em vừa tháo ra luôn. Đây là cái phần main ở bên trong máy, và bên nhà cung cấp đã có gửi ảnh cho em xem. Nhận thấy là cái giá của nó rất là hợp lý, cùng với cái chế độ hậu mãi bảo hành sau này rất là tốt. Quyết định nhập thử 5 chiếc về, chưa kịp review thì đã một chiếc là đi nắp rồi. Đấy. Chưa kịp review thì một chiếc đã đi nắp rồi. Đây là linh kiện bên trong nhé. Thì em cũng kể luôn như thế này, với Vina các dòng series đời X6 mà hàng xịn của Trung Quốc ý, thì thiết kế mặt form đều dựa trên những cái thiết kế của các dòng máy châu Âu, ví dụ như là XTA, Sinica hoặc là một số dòng code khác như của BBS. Thì bên nhà hãng bên Trung Quốc họ toàn dựa theo mẫu như thế để thiết kế, nhìn hình thức nó rất là đẹp rồi, và dựa theo cái thiết kế của châu Âu là ăn khách hơn. Với cái thiết kế như này nhìn trông nó khá là hầm hố các bác nhé, khá là hầm hố. Nhìn chúng ta đã có đèn pan light của các cái đường ra MIDR này, Canter sub xung vào, trên là hàng mousse, bấm vào cái nút trên này là tắt tiếng nhẹ ra. Đấy. Edit thì các bác bấm giữ này, bấm giữ hoặc bấm vào, xong đầu là chúng ta sẽ chọn lên gọi tên kênh để tùy chỉnh nhanh ở đây. Con này là nó chỉ được cái là gọi tên kênh tùy chỉnh nhanh ở đây. So với X5 thì về cái phần xử lý trung tâm với các cái nó như nhau, nhưng X6 thì nó bổ sung thêm cái phần panel đây, mình điều khiển nó dễ hơn, bấm tay điều khiển nó dễ hơn, chứ còn kết nối máy tính thì nó như nhau. Và giá hiện tại trên thị trường cái vang này thì đâu đó nó khoảng tầm trên dưới 4 triệu. Bên em thì cũng chỉ bán với khoảng như thế thôi, không bán cao được. Giá thì có giá chung rồi, hàng linh kiện cao cấp. Còn cũng dựa theo khuôn máy như thế này, nó ăn gian đi một số thứ thì giá chắc chắn nó sẽ rẻ tiền hơn. Thứ nhất là máy mà một nguồn là rẻ được 600-800 nghìn, thậm chí cả triệu. Đấy là giá bán ra. Ví dụ con này nó khoảng gần 4 triệu, một nguồn thì nó chỉ khoảng tầm đầu 3 triệu thôi. Đấy, xong lại còn lại vỉ này, còn vỉ liền, không phải vỉ module này nữa, lại còn rẻ tiền hơn nữa. Playback căn hú không có vỉ giờ này, lại gọi là liền một chỗ luôn thì lại rẻ tiền hơn nữa này. Đó, mỗi thứ nó giảm đi một tí. Đấy, thế nên là các bác mua hàng thì các bác chú ý về cái phần linh kiện bên trong. Con này là máy 2 nguồn. Thì nôm na con này là máy OEM đặt theo tên. Còn nếu như các bác mà muốn mua Vina X6 hàng xịn hoặc là X8 hàng xịn hẳn thì giá nó không có rẻ đâu, nó khoảng tầm trên dưới 5 triệu một con, hàng cao cấp. Còn hàng gọi là hàng phổ thông thì vẫn nó gọi là hàng theo kiểu là như thế này.
đấy, gọi là hàng gần như hàng đặt tên thôi, chứ còn như là các cái dòng vàng số xịn, ví dụ DK X8 thì nó không có gì, nó khoảng trên dưới 5 triệu một con, hàng bãi mới nó khoảng tầm 8 đến 12 triệu tùy từng đơn vị bán, tùy tình trạng đẹp xấu. Đây là cái máy X6 các bác nhá. Con này nó có CD ở đằng sau lưng này. 8 6 88 0201 6121 984. Đây là CD của chiếc này. Hiện tại em đây em có tổng cộng 4 chiếc đang đậu sẵn ở đây. Các bác nào mà anh em nào có muốn ôm số lượng lớn, alo trực tiếp cho em. Giá cực kỳ đẹp. Lưu ý số lượng lấy ít nhất từ 5 chiếc trở lên thì mới đảm bảo được cái giá tốt, và cọc trước ít nhất là 30% mới gửi hàng. Nhận hàng thanh toán qua nhà xe hoặc nhận hàng thanh toán qua bưu điện, chứ không có kiểu là mang về test xong là tuần sau gửi tiền, không có đâu nha. Đây là một cái dòng vang số mà em thấy nó cũng khá là hay. Rồi, ok, chắc là có khi làm clip test là lần sau các bác nhé. Lần sau em sẽ làm cái clip test thì em sẽ khai thác hết, gần như hết khả năng trình diễn của cái vàng này với một không gian lớn. Cố gắng sẽ bày theo kiểu là 5.1 để chúng ta cùng xem và trải nghiệm cái hệ thống âm thanh của cái dòng này, nó mô phỏng lại nó như thế nào. Chúng ta thường thường là sẽ chơi là mid N, mid R, là đánh hai loa chính. Ví dụ không có súp thì rồi, nếu có súp thì sẽ thêm cả súp đây. Ví dụ phòng 4 loa thì chúng ta là sẽ chơi theo kiểu là hai loa mid N, mid R, hai cửa surround SN, SR và thêm một súp nữa. Thế là 4.1 rồi. Còn 5.1 thì chúng ta sẽ khai thác nốt cửa Kenter này nữa. Nếu như con vang số này mà các bác khai thác hết tất cả các cái đường phân hai đầu ra và chỉ để phát nhạc hay là mic để các bác karaoke thì nó mới khai thác hết được cái khả năng trình diễn của các dòng vang số cơ bản. Thì từ trước đến giờ các dòng vang số cơ bản nó đều có là 5.1, mà thậm chí có những con là 7.1. Tức là 7.1 là 8 đường ra, 5.1 là 6 đường ra. Như vậy thì các bác thường thường là có chơi hai cái loa và một cái súp. Nôm na là toàn chơi được kiểu là 2.1. Nó dựa theo cái form của một số dòng loa vi tính thì nó cũng là 2.1. Khai thác hết được cái khả năng trình diễn của cái vang số không phải là chuyện dễ dàng. Còn tùy vào cái điều kiện của nhà các bác, có điều kiện phòng có rộng không để có bày loa, và vị trí loa chọn lựa loa như thế nào, loa form dùng loa nào, loa surround dùng loa nào, súp sử dụng loa như nào. Đấy, nó còn rất nhiều thứ liên quan, nên là nếu như để một con này khai thác vào trong một cái hệ thống karaoke gia đình phòng đạt tiêu chuẩn và những cái hệ thống loa cũng gọi là khá ổn thì nó mới khai thác hết được khả năng trình diễn của cái vang số. Còn như là chơi hai đường nòi, một đường súp, con vang nào cũng có thể làm được, thậm chí nhiều con vang rẻ tiền hơn còn hay hơn. Đấy. Bởi vì rẻ tiền hơn nhưng nó lại xử lý chỉ có hai đường mid R và đường súp, nó xử lý rất là mạnh rồi, xử lý mạnh hơn con này thì chắc chắn là nó sẽ ok hơn và hay hơn. Còn nếu như xử lý trung tâm 5 đường nòi một đường súp như con này thì nó cũng còn dạng khá ở trên thị trường. Đấy nhá. Đây là tổng quan về cái hình thức chi tiết, về cái thiết kế, về cái chuyên môn xử lý của cái vang số này. Các bác nào quan tâm thì alo cho em. Chưa tới 10 phút nhưng mà chém gió rất nhiệt tình. Các bác nào có muốn giao lưu trải nghiệm với cái vang số này thì alo cho em. Sản phẩm đi theo gồm có một điều khiển, một dây USB tu 232, một cái dây nguồn. Không có tô vít nha, không có tô vít đâu, tô vít của em vào đấy. Đây là bao bì đóng gói của nó. Bên trong nó còn hướng dẫn sử dụng nhé, nhưng mà toàn tiếng Trung thôi. Còn là các bác nào có thích thì alo cho em. Bên em sẽ cung cấp cho các bác với mức giá rất hợp lý thôi. Giá thị trường đâu đó là gần 4 triệu, bên em thì dưới 4 triệu, đáng kể. Dưới 4 triệu đáng kể. Các bác nhé, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn là các bác trong những video clip lần sau.